Giờ mình sẽ đi test tốc độ thực tế của nó. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn độ một cái máy gất có cho cái xe đạp để cho con em chúng ta có thể đi lại nhá. Đầu tiên là các bạn phải mua cho mình một cái đĩa này trên Shopee này. Sau đó mình sẽ tiến hành hàn vào cái mặt sau của cái trục. Đấy, hàn cái bên clip. Mình sẽ tháo cái clip ra, sau đó mình hàn thay vào vị trí của cái clip ấy. Đây là vị trí của mũi hàn. Đấy thì đó. Nhưng mà để mà lắp được thì mình phải ra cái cửa hàng xe máy thì mình chọn những cái phụ tùng này, tức là những cái đai ốc này hoặc là những cái vành này để cho nó vừa với cái lỗ trục trên xe đạp. Tại vì là lúc mua về ấy, thì cái xe nhà mình nó lại không vừa. Đấy, cho nên là mình phải ra cửa hàng mình lấy lại cái, mình độ xem vào thì nó mới vừa cái lỗ trên cái đĩa này được. Có thể là xe nhà bạn nó có thể vừa hoặc không vừa đấy, mình lúc đấy mình phải ra quán mình độ lại nhá. Sau đó mình bắt con ốc cun vào để mình lắp bi. Đấy, đây là khi mà hàn xong thì nó phải phẳng và nó không bị lệch tâm ấy. Còn sau đó thì các bạn sẽ tiến hành lắp các cái viên bi hãm cun vào đây thì nó mới hoạt động được. Nó sẽ có khoảng từ 8 đến 9 viên bi gì đó, mình nhớ lắm. Và các bạn lưu ý là phải cho một ít mỡ vào đấy nha, để nó được trơn tru. Đấy, mình cho vào, sau đó mình làm bắt cái ốc côn vào và lắp một bên xong thì mình sẽ tiến hành lắp cái bên côn còn lại cho cái đĩa này. Đấy, đây là một bên này này, các bạn phải giữ đấy nhá, giữ là không có tuột bi ra ngoài. Và đối ngược lại thì làm tương tự cho mình. Và các bạn lưu ý là không được bắt cái hai con ốc côn hai bên nó chặt quá, chặt quá thì cái quay của cái bánh xe nó sẽ khó, quay tự do nó phải đơn giản nhẹ nhàng mới được. Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em xem một con xe đạp độ. Đấy, biến thành xe máy từ cái động cơ máy gất có này. Đây là cái động cơ 34 ly của con Mitsubishi T170 ấy. Đấy. Hôm nay mình sẽ tháo cái hệ thống xích của nó ra và độ cái hệ thống nhông vào đây. Nhông xích của người ta mình mua trên Shopee nhá. Bộ này là 500 nghìn rồi. Đấy, cộng với cái con động cơ vài trăm ngàn nữa. Nói chung là nó cũng gần 1 triệu ạ. Kể cả cái phần rất vụn của con xe này thì cũng gần 1 triệu đấy rồi. Đấy. Sau đó mình sẽ tiến hành hàn cái đĩa này vào cái phần trục của cái con xe đạp này. Và mình lấy đây là một cái, nó không phải là cái tăng xích mà để nó lái cái xích, để tránh bị tuột xích vào cái đĩa đấy. Tại vì cái bánh xe nhà mình hiện tại là nó vênh rồi mà đĩa này nó hơi lệch một tí. Cái đĩa này nó phẳng nhưng mà mình hàn nó hơi lệch, cho nên là nó hơi đảo cái đĩa này. Cho nên là mình cần một cái này để hướng cái xích vào cái phần kia cho nó khỏi tuột, và xích nó phải đảm bảo nó căng một chút. Đấy. Còn khi mà mình tháo cái đấy thì cái phanh bên trái mình ấy, coi như là nó cái tay côn đi, thì khi mình bóp phanh thì nó sẽ kéo cái tay ga này. Đấy. Và nó sẽ mở cái cửa ga rộng ra để tăng tốc độ động cơ này. Đó. Đó là tác dụng của bên trái. Còn bên phải thì mình để phanh bánh sau bình thường nhá. Còn phanh trước là mình hệ thống phanh chân ABS. Tức là mình sẽ đạp, khi mà cần phanh mình sẽ đạp vào cái đây. Đạp vào cái phanh này thì cái má này sẽ tì vào cái phần bánh xe. Đấy, đây là khi mình đạp phanh trước thì nó sẽ ăn. Đấy. Đây là một hệ thống phanh chân và một hệ thống phanh tay nhá. Và được trang bị động cơ Mitsubishi T140 cực kỳ mạnh mẽ luôn, giúp cái con xe này có thể tốc độ lên tới 40-50 km/h nha các bạn nhá. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi thử cho các bạn xem luôn. Còn cái việc giật nổ và tắt máy là ở đây. Đây, giật cái này nổ rồi, còn tắt máy thì mình ấn cái này vào đây là tắt máy. Giờ mình sẽ đi test tốc độ thực tế của nó. Yeah.
đi nhá. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Mà tôi cũng phải phục cho cái anh công an ở đây. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhau. Quá là phê rồi anh. Anh cứ chỉ láo vô cùng, cứ xin lỗi chị, anh chỉ vào mặt thế này, anh chỉ bịt mẹ chứ mà. Thằng canh con à. Tôi tới rồi nháo con mà anh không hợp tác với những cái anh công an của phường, của thành phố. Đấy là cái thái độ của anh mà từ khi... Từ khi mà đến lúc 10 giờ cho đến lúc 2 giờ anh ấy ra về. Anh bỏ anh về, anh không hợp tác, anh bỏ anh về đấy. Là không biết lúc nào anh ấy nhớt mồm anh chửi. Mà mới lại kia